của mình thì hơi khó đó, nhưng mà ráng thôi. Đang stream á. Vô game nhanh đi mấy fan. Bé gấu từ mấy ông. Abi đâu? Cái gì nói chuyện nói chuyện nhưng mà tạo không khí, tạo không khí không có bé không có bé không, không có bé Hiền thì có thể nhờ bé. Có chơi game không? Có chơi game không? Chưa, anh gì bán em rồi. Bán đi đâu? Ok, bán đi em. Em nên được bán để bọn anh có thể được mua. Bán bao nhiêu anh mua cho nè? Bao nhiêu? Không bán rồi, thôi em không có lợi game này. Ok. Thôi em nghe đó, không nói không cần phải nói gì hết. Cười. Thôi em tắt đi, em xem phim nhé. Cái đậu má. Thôi em tắt đèn đi coi phim nha. Nhưng mà em thích xem phim mà. Phim gì em? Hàn Quốc hay là Nhật Bản? Hay là Việt Nam em? Mỹ hả? Em? Thảo? Dạ. Em thích coi phim Hàn Quốc hay là Korean hay là Nhật Bản? Anh ơi. Việt Nam hả? Gọi em là Bóng đi, tại vì gọi em là Thảo em nghe không quen lắm. À, Bóng. Em thích Việt Nam hay là gì? Hay là Hàn em Quốc hay là Hàn Korean? Ôi trời ơi, cái đô em nặng nè. Cái đô em nặng nè. Bảo đi mấy đứa. Phim Hàn Quốc nhiều gái đẹp, nặng lắm. Bọn anh cũng thích coi Hàn Quốc với Nhật Bản. Tôi thích Hàn Quốc. Hồi lâu là tôi thích Âu Mỹ, nhưng mà bây giờ tôi đổi về châu Á rồi. Tôi cũng vậy. Lâu lâu tôi lại thích coi phim Việt Nam. Nhưng mà Việt Nam ít có phim hay, đúng không? Ít, ừ. Thôi anh ơi. Cái gì? Mày anh bên thân em kìa, mà anh chờ bảo vệ em gì cơ. Anh ngồi dưới lâm cảnh à. Rồi. Dạ, em biết nói gì bây giờ. Phim Việt Nam hay mà. Em muốn anh ấy nằm cạnh à? Trời ơi, có anh nào? Ở trong đây có bốn anh, em thích nằm cạnh anh nào? Làm cảnh. Cảnh á? À, làm cảnh, anh xin lỗi, anh ý nghĩ anh sâu xa quá. Ủa, em ra đồ vật hay là cái gì mà làm cảnh? Không phải em làm cảnh mà mấy người làm cảnh ý. Ô, what the hell, anh làm cảnh cái gì em? Bọn anh nói chuyện mà. Em không mở ai á. Trường. Gì đó bà? Sấp. Việc sấp chưa ơi, việc sấp nhanh. Ô ba được quá, được bớt con hiếp luôn. Thôi. Ủa anh này giờ ai hiếp đâu. Thôi mấy anh em. Ấy thiếu chữ kìa. Nói thiếu chữ vậy. Mấy anh em. Thì thiếu cho nó rõ ràng, đâu ai nghĩ sâu xa. Được bớt ăn hiếp đi ba. Còn thằng nào chưa vô kìa. Ủa này giờ đâu ai hiếp đâu. Thằng An. Ừ, tại vì đang đau cái After Effects với Premiere rồi, với đủ một cái khóa học ăn trộm của người ta nữa, về đủ học mới biết làm chứ. Này mấy tên phép làm gì? Intro à? Mấy tên video? Thì để sau này nếu mà mình có làm edit này nọ thì mình mới làm bằng cái đó chứ. Ông Lê, tôi có một cái tài khoản YouTube cũ mà có 15.000 lượt view. Mà trong đó có một cái clip á là 9.000 view mà bị nó đánh kiểu copyright á. Đánh KC á. KC là vi phạm bản quyền. Vi phạm bản quyền á. Là tôi copy cái nhạc của người ta tôi để á. Xóa nhạc đi. Giờ sao? Giờ cái clip đó bị đó. Không đắc đến được tại clip cái clip nhạc mà. Mày đưa cái mail đó đây, tao làm một phát. Tao làm một phát. Mày đưa cái YouTube đó đây. Mày đưa cái YouTube đó đây, hiểu không? Đi ra được. Mày đưa cái YouTube đó đây, tao làm một phát là đi luôn cái YouTube là xong, hết có vấn đề gì hết. Ok. Thay cái nhạc của YouTube vô là không bị bản quyền nữa. Nó bây giờ nó có cho một cái lựa chọn là xóa luôn clip thôi chứ không cái chỉnh sửa vậy thôi. À cái đó bản quyền mà rồi, chỉ phải xóa luôn clip thôi, cái gì đó. Thì là mất view hả? Ê, tự nhiên thằng Trương nó rủ người yêu nó vô đây tao làm tao nhớ quá. Lại khóc nữa sao? Nhớ. Tự nhiên nó dẫn người yêu vô cái rồi mình cảm thấy mình nhớ người yêu mình ghê luôn á.
Thôi xin lỗi ông. Xin lỗi ông Bảo. Để tao rủ thằng Hùng vô tao chửi nó mới được. Tao nhớ nó quá. Rủ Hùng vô à? Rủ Hùng vô chửi Hùng ra. Bây giờ thằng này á, nó chửi thằng nào đéo được, đi chửi đéo lại hết, nói chuyện đéo lại đứa nào hết, cho nên chỉ có chửi đứng Hùng. Ê, bậy bậy rồi nha, bậy rồi nha. Xuống xuống tim kìa, xuống tim kìa, vô phòng một này cũng vô đủ đâu. Thì mời nó vô thì kêu nó lên đây làm cái gì? Cái Hùng vô chửi đó. Ồ, nó này Hùng nó đang bắn mà. nó này bây giờ mà tính 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 live stream đúng không, là live stream mấy giờ vậy? À, buổi tối là 8 à, từ 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 nếu mà cũng có thể sớm hơn hoặc là từ tầm 8 giờ trở đi. Coi đó Ờ, tám còn buổi, giờ còn nó buổi cũng trưa, buổi chiều từ tầm từ 3 giờ đến 4 giờ hoặc là còn có thể sớm hơn tại vì tao cũng được rảnh. Lúc nào tao cũng rảnh buổi hết sáng. á. Bây giờ quyết định sao chứ livestream bữa nào tránh cái giờ ấy ra để xếp anh em sắp xếp giờ ngủ hợp lý chứ hôm mà tôi có bữa giờ cứ lo quay Bây giờ là cứ đến tầm cũng bốn bây bốn năm giờ giờ sáng nốt, bốn năm giờ chiều bây giờ nốt ngày hôm nay là cứ tầm 1 giờ là giải tán đi ngủ. rồi ok nếu ok 1 giờ để mình giải tán lấy sức khỏe rồi hôm sau mình lên Ừ, thì kim chứ bữa giờ hôm má tôi cứ thức tới 3 4 giờ sáng xong ngủ tới nhưng 2 giờ chiều mà không nhưng mà giờ đời giờ thật giờ giờ tôi chỉ mấy ông một cái nha. Bây giờ ông ngủ ông canh thì sao mà ông cái số thời lượng ngủ của ông á, là 15 bội phút số của 1 tiếng rưỡi, bội số của 1 tiếng rưỡi, tức là 1 tiếng rưỡi nè, 3 tiếng nè, 4 tiếng rưỡi nè, 6 tiếng nè, à, chứ đừng có ngủ mà ngủ 5 tiếng thì ông ngủ theo dậy cái ông kiểu mệt của người lắm. kiểu có gì ta Còn cái 15 phút đó thì của Leonardo da Vinci cái gì, đúng rồi. cái đó thì có người nói là cái đó là tùy theo cơ địa, thành ra là Đúng rồi. Lại mình một phần á là ngủ theo cái kiểu đó là nó ví dụ những cái hoạt động xã hội hoặc là đi làm rồi nọ này nọ thì không có áp dụng cái kiểu đó được. được được, nhưng mà mình phải Nhưng nói chung ra là thằng phải nào có ngủ thời được thì gian ngủ. Nói nhiều cho mệt. hả, thì Rồi nói bây giờ chung có là bắn không? Hãy bây đi giờ ngủ có bắn không đi. thằng Amdis? Thằng An rồi vô không? Vào đụng á, nó bắt chờ vậy đây nè. Cái mod đó. Cài cái mới hả? Cài Ok. cái launcher mới hả? Cái gì? Đang cài Element lên hay là Fortnite? Fortnite. Đó thì đang vô Fortnite nè, để xíu ba. Tao còn 2.000 điểm nữa là tao lên level 60 rồi đó. Gì hôm qua 60 rồi, hôm nay mới lên 60. Hả? Tao kêu là sắp lên level 60, thằng đĩ chó. Ai giờ mà Cái thấy clip đó cái mất mất mã 9 9.000 lượt xem cái được mất trắng luôn. Đấy, quả vậy. ủa cái Mất gì rồi? À, lượt mà xem đã sao lâu rồi thì địt mẹ mất cũng đéo sao hết, quan trọng tận nó đi là thì con tận nó thôi được ẩn nó được chứ. tận thôi mà lúc mà tôi ti cái accent có lỗi gì Không. tận nó đi rồi ti được đúng không Như một cái tài khoản Google AdSense á thì mình dùng nhiều cái trang web được không? Mình dùng một trang web không? Nhiều tài khoản AdSense mình dùng một được trang web được không? được thì cần vô Không cốt thôi mà chỉ à, cần một là trang web đúng không, một trang web mình chỉ đặt là đặt chèn quảng cáo thôi thì được, nhưng mà vậy nó đâu có gom tiền về đâu. ủa ẩn được đúng không, ẩn ẩn xong rồi acti cái đó ý nó đâu có là nó đưa đưa cái bột code để acti cái Google AdSense thì một trang web có thể acti được chục ạc cũng được nữa. Không sao được á. nhiều, nhưng mà ý là khi Ừ, trên web Hùng đó chấm nó hỏi kiểu kìa. gì Hùng chấm hỏi kìa. kéo nó lên. kêu vô trong chat mới được á. Kêu nó vào. Vào đây em ơi. Ông bảo đừng chat nha. Mẹ. Sao vậy? Hùng chạy á. Ủa Hùng là phải Hùng mình không vậy? Ừ, Phải Hùng không đừng. à? Ủa Phải vậy chứ phải đúng thằng không? Hùng Thằng Hùng. nào? Của thằng Hùng Việt Nam, Hùng Việt Nam chỗ che dưới này. Cái chỗ che này. À vậy vậy tao tá thằng Hùng nào vậy? What the fuck? Ủa? Vậy ông Hùng nào? Ông nào vậy? Ủa vậy? Ừ đúng rồi, ông Ủa? Hùng này nè, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, Hùng chỗ che nó đâu có anh ổng đâu. Huế, Huế, Huế. Hùng Huế, đây là Hùng nào đấy? Đâu có anh,
don't care. Nè ông nè, ông mới nè. Cái direct message của tôi có hình ông nè, hình này nè. Phải Avatar không? đúng rồi đó. Ừ. Chắc không? Ừ. Tôi mới nè, nờ hở ở trên này đổi Avatar rồi. Có khi nào em đang duyên nhớ một người nào về kia. Kéo nó lên kìa, Vậy kéo nó lên, kéo nó lên, kéo nó lên, kéo nó lên. Ê, ê, cái hello thằng đi motherfucker. chó kia sao mày vô đây mày không chào thằng nào hết nhờ, đi chó kia mày. Nói hồi hùng eo bây giờ mệt ghê mệt. Gì vậy? Dạ đúng rồi, đúng ảnh rồi, đúng ảnh rồi. Đó đúng anh. Đúng mà. Quay đổi đổi ạc như ba. Đổi avatar. Nó muốn Đổi xa hoài. lánh anh em mình, nó muốn là sự hờn dỗi của nó lâu hơn. Đùa đâu mới có. Ở dưới còn cái ạc hùng, người hùng chỗ che mà. Cái nợ nó lâu rồi, cái nợ nó đoan nợ nó có nét đoan là tao chỉ áp bên Thế có bắn không? ba biết chưa Mà chưa nhưng ba mà biết đủ bà tim rồi. không ra Mẹ biết chưa rồi mấy ông năm người mà đòi bắn ở lâu mày. tớ bạn ấy tớ Nó bạn giỡn ấy nghe kêu mày vô đây tao nhớ mày quá, tao chưa được bữa ngày hôm qua giờ tao chưa được chửi chưa được mày chửi. nè. Mẹ tội. Tội. Hôm qua giờ chưa được chửi mà tao cảm thấy tao nhớ mày quá, lúc nãy giờ có biết bao nhiêu cô hot girl vào đây mà mày không vào, mày uổng quá. Con kẹp Cái đi con mà e mày, bố mày đã không chửi mày rồi mày còn còn leo lên đầu bố mày nữa à? bị nhiều đấy, loại bị Tao nhiều thích đấy. đấy. Cây cây thôi mà anh em giỡn vui thôi mà. Ừ này mày chỉ bắn chết có một lần thôi, bọn tao top 1 mà làm gì mà cay lâu không mày? Hử? Rồi thì con lấy cái file đó mà không nhờ Hùng. Mày tâm sự nhờ Hùng luôn á, độ Không có nhà Hùng á, không có Hùng nhà thật. Hùng. Chứ có nói giỡn với kêu đây vô đây nói chuyện, hôm nay có người yêu không? của Người Trương thì tôi chưa giới thiệu giới cho thiệu. mày à, thì bây giờ em Giới ơi lên thiệu. giới thiệu cho cái thằng bạn khốn nạn của anh, nó hiểu về em tí, nó biết em chứ mất công khi sau nó tán nhầm em nữa à. Bà sao bằng bằng xong rồi Em chào anh khốn nạn ạ. Anh nào vừa giới thiệu anh ấy tên là khốn nạn mà. Chạy luôn rồi. Chạy mẹ luôn rồi. Em có sức ảnh hưởng thật là lớn, em gửi tao vào liên. Sức ảnh hưởng lớn đấy, lớn. Được, được. Em này có tương lai content của team này. Là nói với tôi đang ngủ vô chơi game chúng mình mấy con bé cắt cũng chơi được cái gì em không muốn chơi thì không vô chơi đây thì tập đi chạy theo là được rồi. em chỉ chạy đang chạy theo thôi Không, bây giờ các anh chơi trò nấu ăn thì em chơi. Chắc anh được. em nấu anh ra chỗ em nấu cho anh ăn Anh rồi đi chỗ. em à anh cũng biết cho nó anh cũng biết chơi trò nấu ăn nhưng mà anh chỉ biết nấu cơm thôi có được không? Anh chỉ có nấu cơm thôi có được không? Anh trả lời đi. Tôi vừa biết nấu cơm, tôi vừa biết kho thịt, Được tôi vừa hả? biết chiên cá này. À, em nấu ăn anh chiên, anh nấu cơm. Ôi trời ơi chuẩn rồi. Đấy, em chỉ cần nấu ăn thôi, anh nấu cơm là chúng ta sẽ ra được cái thành phẩm. Chưa giải quyết. Chưa. Sao? Cơm. Đây được thành phẩm quá ngon rồi gì nè. Chú ngựa, chú ngựa, Bảo chú ngựa. Anh bắt tên nấu là gì bắt bắt sao nấu lại bảo. Nấu rồi á bảo. Là anh tên là gì đấy? Ôi trời ơi sao lắc thế này? À mà em Vậy. phát hiện ra là các anh cũng chưa về trước đâu. Cái thằng lùng Chẳng này. biết ai cả. Tôi chẳng biết ai cả. Cái gì?
chả biết mình đang là ai cả. Mấy anh chưa giới thiệu đâu. Anh tên là Bảo. Năm nay anh sinh năm đây, 99. Em chờ mỗi anh thôi. Anh có muốn ăn món bảo luộc không? Nó bắn nhau kìa. What the fuck, bảo luộc? Có món đó hả em? Có, em sáng tạo ra. Ok, nếu mà em nếu mà em nấu được thì anh xin dâng hiến tất cả của đời anh vào cho em. Thế anh ăn món cánh bảo chiên nhé. Anh không có bảo cánh em ạ. À. Anh nếu mà anh có cánh thì anh cũng đưa cho em rồi. Anh chỉ có gậy thôi. Cánh tay đi. Để cánh tay rồi. Thôi tao có gậy thôi mày. Cánh tay thôi. Cánh tay em cũng dùng tạm. Ờ, ok. Nếu anh là cánh tay thì anh sẽ đưa cho em cánh tay phải. Để làm gì cơ? Đây. Kìa, nó kìa. Dành nó dạy lại chỗ ông Bảo kìa. Đâu? Hướng ngược lại. Nhìn này, mình lại hướng tôi thấy nó à. Mình chưa có những phe highlight dùng rồi lên sắp lên bát chứ. Chưa có thằng nào xóa kìa. Đi ra chỗ má, nó đâu quá. Mày bắn tao rồi xong luôn. Có thằng từ chạy tới chỗ ông nè. Rồi có thằng sniper kìa. Ly đâu, đã chạy ra bắn chết thằng này đi. Ly bắn chết thằng này đi. Rồi ủa mà bây giờ em còn đi học hay là nghỉ rồi? Nó bắn một hit chết luôn. Hắc rồi nó bắn một hit chết kìa. Lì đâu rồi, cứu đi chứ. Rồi chết rồi. Nó bắn một hit chết kìa, hắc mẹ nó rồi. Nhìn trong quá nhiều. Bộ bây giờ em còn đi học hay đi làm? À, nghỉ học rồi bé Thảo. Em sinh viên năm nhất. À, sinh viên năm nhất rồi. Ủa sao 99 là sinh viên năm nhất rồi ta? Ghê vậy ta? Chị nói trẻ. Ôi ghê nhờ. Chết rồi mẹ, 18, 19 tuổi. Ủa với một con gà em mày năm nay 12 được hả? Nó sinh 2003. À. Ừ, tôi có thằng em sinh 2003 nè. Nhắm kìa, nhắm rồi. Con nào con giống nhắm đúng không? Ở đâu vậy? Nè, cái nhắm là bóng. Đâu? Nè. ngon. Đạn đâu trời ơi. Nè, cho mày đại luôn nè. Có đàn 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 viên không mày không? Má tự nhiên thằng chưa nó kêu người yêu nó vô cái đồ của tao làm tao nhớ người yêu tao quá mày ơi. Không quen lại đi ba, đừng có tha thứ cho người ta đi ba. Chuyện gì mà tha thứ? Mày sẽ không hiểu được vấn đề. Ở đâu đó. Chuyện gì mà phải tha thứ cơ? Mày sẽ không hiểu được vấn đề ở đâu đâu. Ở hai bên tha thứ cho nhau. Kêu ông một mình ông Bảo tha thứ thôi cũng không đủ. Không. Nói chung là nó nói chuyện với tao nhưng mà tao cảm thấy bây giờ tao nói gì nó cũng vậy thôi à. Cũng vẫn ngựa về đường cũ mày hiểu không? Nhớ thì nhớ nhưng mà rồi cũng có lúc cũng sẽ quên thôi, bình thường. Sẽ quên mau thôi. Sẽ quên mau thôi. Mình là con trai mình cứng rắn một tí, đúng không? Ê, nó bắn vậy? Thằng Ly thằng nào? Chưa không cứng rắn thế nào đâu. Bắn có bốn bướm. Ồ, Dương. Ông bị cầm bằng Dương. Thấy em là dỗi, thấy là anh ấy sợ ngay. Ồ, vậy hả? Vậy hả? Vậy là thằng Dương này nè, nó không cứng rắn đâu em ạ. À. Nó chỉ công công nó. Em cũng chưa thử. Không cứng đâu. Em cũng chưa thử. Ồ chết mẹ, thằng Dương, thằng này không để cho người ta thử miếng nào mày. Chứ mày giữ làm gì? Tại hả? Em không chịu thử. À, em không chịu thử. Vậy là thằng Dương không có giá rồi. Okay. Biết cách chủ. Okimochi. Okimochi. Má có cây bọn thích nè.
Đừng quan tâm này. Tôi hết thích câu đó rồi, giờ tôi thích scare thôi. Anh rủ em vào đây xong rồi anh toàn thấy em này nói chuyện với người khác rồi em chả nói gì với em cái. Người khác là sao? Anh, bọn anh là anh em của nó mà em kêu người khác thì thôi. Từ nay bọn anh sẽ không nói nữa. Ok. Anh em như kể từ chân thôi. Kể từ chân lên. Tay hay là chân? À, anh. Cái này phải tay chân cả anh em. Tay chân. Cái gọi là mềm căng ấy. À, bọn thì nó còn mong. Là sao? Từng bon nó cần mong. Từng bon nằm mấy phần mong á, mỗi lần mà cá lại em để thổi lại cái bon. Không, đây gọi là mền căng biết không? Mền căng. Trên đây hình như có cẩu sọc gân nè. Ủa em người gốc, em người gốc ở đâu hay là gốc Hà Nội luôn? Em biết Hà Nội. Em biết Hoàng Mai không? Biết gì? Em biết Hoàng Mai không? Quận Hoàng Mai á? À. Em không biết. Em không biết hả? Anh ở đó đó. Không biết. À thế à? Em vẫn không biết. Em bảo anh. Em ơi đừng tin nó lừa đấy. Ý. À cái gì nhỉ? Nói dối sẽ bị quả bắt theo ông tha. Bắt vào hôn theo à? Ồ được, anh thích điều này. Em không cảm thấy nó bị điếc mà còn bị lát nữa. Tao cứ nghĩ là hôn theo mày à. Ôi có thằng dưới đây nè. Hướng W nè. Hướng W. Một team. Thôi bỏ đi chạy đi. Nó có ba thằng chơi trong team nó ba. Đó hổ báo rồi. Tao bắn. Nghe tới tè hiểu rồi nha. Tao bắn nó mất ấy rồi. Tao bắn nó mất giáp rồi. Giờ nó lấy mạng luôn đúng không? Knock out. Ở đâu vậy bảo đập số bảo. W đang xây trong đó. Rồi thằng đó không, thằng ở trên cùng nó không không lên cứu được đâu tại vì nó không có đường lên. Số đồ mà lại số rồi. Bắn cái tường đài gỗ đi, nó đang ở trong đó. Tôi không có không có thuốc. Nó gần. Nó trong đó. Không thấy. Nó trong đó, nó trong đó. Coi tường sau. Coi tường sau móc lớp. Nó đang sau móc lớp nè. Trời ơi, 18 viên nữa nè. 18 viên nữa kìa, xuống nhắm nha. Móc lớp đâu. Thôi. Bye nha. Good. Bye Thảo nha. Good nha. Good. Ở đâu đọc số. Coi chừng đường sau. Ai. Có thằng móc lớp đằng sau mình nè. Nào. Nó ở dưới cái nhà. Từ đừng tới để tao quăng lựu đạn. Quăng cái đéo gì quăng cho tao vậy mày thằng đi chó. Mày cản qua lũ bạn tao mà. Rồi chạy rồi. Làm thứ ba rồi đó. Mày cho lũ liễu quá ba. Má sao không úp vô cái nhà kia. Thôi chạy vô gần bo đi. Kiếm chỗ đẹp đi đã. Má tội nghiệp ngon quá đủ má. Thêm tuần dài tập thôi. Nãy giờ là ngon hơn nói chuyện với Nghiêu hả? Có phim dài tập. Má bắn ghi knock out rồi này. Súng kìa. Knock out thì chưa chết thôi. Súng này đéo nào lấy bay tội. Có đạn medium off cho AT. Là bắn vậy? Tao bắn á. Súng nó tao dục ra chứ đâu. Súng này bắn ngon mà. Chọc quá tao thôi để tao lấy shotgun đi. Đi. Mày bán chung nhắm máy thì mày đưa đạn ra lấy cho tao. Ê, có supply gần mình.
Lại rồi mà sập lại đi ông. Tính kìa, tính kìa, tính kìa. Ở chỗ nào, hướng nào? Hướng 120 thôi. Đạn sau lưng tao có 5 viên 120 à. Đạn medium nó nặng 3. Không có. Đạn medium hả? Tôi có 10 viên à. Để tôi để xa đi chứ. Sao có thầy để súng đó đâu. Không có con cây. Nó rơi sau rồi, coi chừng mấy thằng chạy bo vô. Có nói gì mà. Không có nghe. Coi thằng mấy thằng chạy bo sau nghe lì. Mày coi đi. Nào. Làm em đi mày. Nghe giọng mấy này dễ thương nè. Xem không nói nhiều nhiều tí để bọn anh có phấn khởi, bọn anh bắn tốt hơn. Nhưng mà phải có chuyện gì em mình nói chứ. Thì mình nói chuyện với nhà mà. Thì bật khủng. Thì cứ nói những gì bọn em. Rồi 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 đường sau về đâu. Nó bắn tao còn một máu về. Gì má? Không có. Đâu vậy? Sau lưng mình. Dạ, 300, 300. Mất giá thì nhờ. Chỗ tường tôi bắn á, bắn không nghe chỗ tường á. Trời ơi, nó bắn tôi kìa, mất một chút nóng máu. Rồi, chết đẹp rồi. Trời ơi, chạy đi coi. Nó lại, đang chạy lại, đang chạy lại. Đi mẹ nó nhảy luôn không? Đồ mà nên lay thính nghề quá trời luôn. Nó bắn tôi về. What the fuck? Nó nhiều quá, sù lưng nữa. Ây da. Có khi nào em đang dần nhớ một người nó về ký ức hôm qua. Nếu qua là giấc mơ, đừng đánh thức anh. Nhưng mà giờ tao liên lạc lại thằng đấy biết nói có câu gì luôn đó. Anh chỉ cần nói là anh xin lỗi thôi mà. Nó phải xin lỗi anh thì đúng hơn á. Mình em thôi. Anh đâu có sai đâu, anh đâu làm gì sai đâu. Thì con gái ai chả thích được xin lỗi. Kể cả em sai thì anh chưa vẫn xin lỗi em mà. Ôi vời. Cái mà đòi gì bình đẳng nam nữ thôi please. Đấy là bình đẳng nam nữ khi mà họ chỉ biết nhau thôi, còn khi mà họ quen nhau thì không có chuyện bình đẳng nữa đâu. À gì hả? Dạ em dạ ly dị đi. Vâng. Dạ ly dị đi. Đang stream hả? Ừ. Đi đồng quê không? Kết quả lúc nãy ta đã nói bao nhiêu lần rồi để mày cứ phải cố vời cho tao. Mày. Kết quả lúc nãy ta đã nói bao nhiêu lần rồi để trời ơi, mèo bình quá mày ơi. Cố vời cho tao bắn súng ngắm đi. Không ai cố vời cả. Phải là không có vợ mà gãi tôi nghe tiếng vui thì chạy xuống. Tại vậy chơi nó bắn. Nó chạy, tính chạy ra hỏi hướng mấy giờ vô. Chạy ra là thấy. Đồ ngắm toàn thành phố luôn. Ê mà đáng lẽ cái này nó chia hay cái gì cái bản đồ theo hướng giờ. 5, 10, 15, 20 cho dễ. cũng chia hình đồng tròn 5, 10, 15, 20 chia hình tròn. Đủ hình đồng hồ luôn đó. Ừ. Nó chia như vậy khó nhận biết. Chia hướng giờ mình dễ kêu hơn. Bây giờ chia theo hướng giờ của bản đồ á. Đọc cái không muốn nhanh á thì đọc số thôi. Số nó từ 1 thì đây thì đọc số nó dễ hơn, một từ 1 đến 200 kìa. Lúc mà mình chết đâu có hiện cái đó đâu. Chết đâu có hiện. Nó đây mình tự mặc định với nhau thôi, tôi hướng giờ mới hướng giờ. Nhưng mà nó không hiện. Hồ à, hồ à. Con chạy trên đi. Hồ. Tôi vô hồ. Vô hồ, nó chạy, nói. Hồ đi.
lỡ lớp hồ rồi. Coi ngồi hồ có ai không? Không. Hai thằng đang ngồi hồ, hai thằng giữa không? Có thằng xuống dưới đó kìa. Có thằng xuống dưới chỗ mày rồi. Hai thằng, ba thằng. Đấy, chắc chết rồi. Đi bay ra đi. Rồi xong. Thằng anh biết này lúc nào cũng chết trước đi trời. Rồi bắn có súng rồi. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Ra ngồi đây đưa tao, đưa ra. Rồi hai thằng. Sai lầm rồi. Mà xuống làm xuống này sai lầm rồi. Hai thằng đi ra ngồi đây với tao cũng ra. Hai thằng bài nhà tụi nó có tiếng hét hét à. Nhưng có đang chơi cháy nhà. Ra ngoài. Đi đâu vậy? Thùng máy nó cháy không trời? Đâu phải. Tao tiếp bên này luôn. Có ổ điện với trái không nè? Ổ điện không có. Đứa nào đang ăn mà crop crop vậy? Ê mẹ không? Thảo. Nha. Em đang ăn đúng không? Em sắp ngủ vừa ăn uống đi. Ê tiếng rộp 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 đứa nào ăn đi. Bà vợ nó đang đói. Em đói. Đói không ăn chip của đồ ăn qua cho anh. Đó. Bà cờ rút tút lên đi. Nhẹo. Như thế thì thôi không ăn được. Em muốn đồ ăn không? Anh ship đồ ăn qua. Điều. Anh nói dốc em làm gì? Em mở cửa sổ ra đi. Em mở cửa sổ ra đi. Không, em có tận 3 cái cửa sổ, anh vẫn mở cửa nào? Cửa nào cũng được hết á. Cửa nào leo vô được á? Thế thì không có cửa sổ nào leo vào được cả. Tại vì bố em lập trần xong hết rồi. À, có cửa ban công có leo không? Anh chỉ quăng qua cửa sổ thôi, anh không có cần leo đâu em ạ. À. Em mở cửa chính cũng được. Bảo bắn đéo gì mít không. Má nó bắn như vậy. Thôi anh em sợ anh em chỉ coi phim người gặp nên là tao ngồi tao sẽ bắn tiếp. Ê, đi chỉ bắn vào. Cho em bật phim đi xem nhá. Hả? Cho em bật phim sim lên, phim lên xem mà. Ngồi đi chán quá. Chờ chút nha em. Nhà tôi có biến. Em mới nói gì vậy bé? Em bảo là em bật phim lên xem kỹ mấy anh chơi. Ừ thôi em xem phim đi. Chờ chút nha em. Đúng rồi. Nếu mà anh bảo là không được thì em vẫn bật lên em xem thôi mà. What the fuck? Chị với em xin làm đích thì cho nó mệt vậy. Em chỉ hỏi cho vui thôi. Anh biết em sẽ trả lời câu đó. Vui mà nhỉ? Yeah. Anh hiểu mà. Tao để tao đang đi kiếm một thằng nào đó thì tao bắn cho nó nghỉ game giống tao vậy đó. Nó cho mày nghỉ game đi. Bọn mày đang coi tao đúng không? Thở, thấy cái mông không? Thấy cái mông không? Thấy chưa? Thấy mày làm gì? Tao xem phim hay hơn. Hay ạ. Không hay thì em đã không xem.
Hay à, em đang coi phim gì? Nhật Bản hay là Hàn Quốc? Em đã bảo em xem phim Hàn Quốc, nhưng không phải loại phim anh hay xem đâu. Hai thằng bắn mình ta. Em hay hay xem loại phim gì đấy? Ai coi phim Hàn Quốc? Còn chưa đi đâu rồi. Anh bảo nhà anh có cái gì? Nó có biến. Đợi nó tí nha, nó đang có biến. Tao đi kiếm gì ăn là. Giống tao á, đợi tao tới tao đi kiếm gì ăn. Em ăn rồi. Em đoán kiếm anh Dương nè em. Có mấy cái này là cái điện mẹ ơi dậy đi mẹ ơi, mẹ ơi dậy đi mẹ ơi. Trời ơi, vừa mới lớp 2 mà đã mê trai. Ăn gì ngon vậy? Cái gì? Bảo ăn mà ăn mì tôm không? Tôm nào mày á, ăn cơm. Ăn cơm. Ôi. À, ăn gì này mập với nhau à. Thế anh cũng ăn đi, anh gầy chết đi được đi. Anh ăn cơm không vô rồi ơi. Chờ em một tí nhá. Em đi hốt kích đây. What? Hôm nay nó ị rồi, nó không chịu được. Mày! Má người ta ăn cơm, nó đến kiểu từ cất. What the fuck? Có gì ghê. Má còn mới có một trái ở đâu vậy ta? Thank you.
your bullshit in your lies. Có lại được má cỏ nào mà hát của đi. Dạ. Nói chứ rồi, nhà có mẹ thiết bị xài điện. Đủ mất. Chơi với nàng thì khỏe cái đất hồi rồi mất. Biến gì chỉ la lên đủ mất. Má mất súng rồi, mất súng hợp lý rồi, mất súng rồi đủ lên lên chơi. Ừ. Bên đầu có lần chạy xuống rồi. Chạy xuống này lúc bên 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 lúc bên. Bên trung người có thằng, bên trung người có thằng, bên trung người có thằng. Hồi xuống rồi xuống rồi. Đi bảo đi bảo. Ấy lần nói xấu em, ấy lần nói xấu em nghe thì hết nha. Có chứ. Nói xấu là em xinh đẹp. Trời má, ai nãy nói gì đang ăn mà nó cứ... Mày ăn cho mày với đi, mày cũng đói mà. Trời ơi, mày thúi đi ra đi mày ơi. Công nhận có mùi khét ta. Ê, nó hỏi có biến đâu la lên chứ. Bé Thảo nó ỉa. La lên gì? Hiểu tao la lên, nó la lên. Nó Chuyện gì vậy? Biến gì vậy? Bắn rồi nha. Vì anh là chạy nha hả? Anh đã tránh cái chữ đó ra em còn nói. Nãy bà già anh bấm tét không? Hỏi để ý là nãy trong phòng ra ngoài vòng bây giờ trong phòng nó có một con cháu bạc hiểm chút ngoài ngoài bút ngoài xuống ngoài đồ má chưa kịp rồi muốn hoàn thành lúc tự nhiên lúc lúc nó cùng bên em mà có đi lên chứ không. Mày ơi. Về đây à. Bắp giái vậy. Thằng nào đang quay tay mà cập bạch thì như hôm đấy á, ông lì á bớt giỡn, đang ăn nha à, đồ mà ngàn cổ quá. Địt mà thằng An quay tay nó làm tập cạch vô mít nó là tao biết nó đang quay tay rồi. Anh em mình ráng kiếm tiền đi rồi chuyến đầu tiên đi bây giờ hợp phim ba bước hợp đi hợp để ăn mừng chiến thắng của tôi không ông nào có gấu dẫn đi được chứ không á bé bóng với đi chắc đi không được tại gia đình đi dễ á. Đi. Nếu mà gia đình mua con bé nó dễ. Đây 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 dừng. Đây. Đây. Đang ăn mừng kia. Ta ăn xong rồi nha. Yeah. Không lịch sự tí nào.
hiểu quan tâm. Con tìm vô đây đúng không? Đồng. Đánh lùng, đánh lùng. Lập đồ rồi. Chó đẹp. Con nào dưới đây không? Nó bắn đâu kìa. Ôi nè. Bắn tỉu ở đây. Con súng cho lại. Đi bắn súng xuống hoa cải. Đủ phụ. Con lùng lùng à. Má xem bắn rồi. Biết mẹ ơi. Nhảy đi đồ. Nhảy. Rồi đủ mát biết. Đủ hôm nay cái ngày đéo vừa xui dữ trời. Má không bao chỗ anh em. Bay qua chỗ chung cùng với team thì đéo bay đi mẹ thì. Không phải, nó rớt xuống đủ mẹ thằng lộn. Cái chí vô mẹ không. Bắn mẹ đi. Mày bắn anh em tao. Còn con địch đây nha, đợi mình em tiếng bước chân nó chạy ra. Tao chạy qua á. Ở dưới. Ở dưới. Đập dưới này, cầm xuống. Cầm xuống đi, một thằng cầm xuống đi. Nó lụm rồi, chạy lên. Đây, ngồi đây, ngồi đây. Lụm chạy lên này. Má đứng trước đầu súng của tao nữa thằng lì, thằng đĩ số. Tao mới chạy trốn mày. Tôi là chân lì nào. Xin máu. Ai có máu. Đây. Ở dưới đây còn đương mà, sao không lấy đi. Còn, tim nó còn á. Má sao nãy giờ thằng A thằng để tôi nó cứ đi phim hoài ra. Hộp đạn rồi. Rồi, cái đất này là của chúng mày rồi. Chúng mày chứ không phải chúng mình nha. Có bên giáp trên đây nè. Lấy lại nè. Một thằng lấy đi, lấy đi, một thằng lấy đi. Thằng Trương qua lấy đi. Máy cùi quá để biết chạy đủ má áp thể phát được nữa. Tên làm gì mà chết tao hết được lên lâu lắm. Mẹ lên cái video có xíu rồi mà. Ủa cái gì? Không, con mèo nó trèo lên mặt em. Chương vô lấy cái này nè. Má bị vướng vô đi vô cây nữa. Ok. Tao đéo tin được cái bụi mọc này. Nó đặt giảm cái thời lượng lại quá. Để 3 phút nó nặng quá trời nặng. 3 phút làm gì, 1 phút là đủ quay highlight rồi. Nó cộng thôi lên rèn lại, cắt clip lại. Bên nhà bên này nè, nhà hướng N60 nè. Được rồi, không lại bắn gì rồi. Bắn gì Ly? Bắn tiền. Bắn dư đạn quá ha. Có cái đồ, có đồ nhúng, có bạn nhúng nè. Nhúng không hay để dành? Để dành. Đánh lù bạn làm gì đưa đây? Tôi có slot lù bạn. À muốn lại xài đưa nè. Đó, bật. Sáu trái luôn. Gì mà full lù bạn. Lù bạn được có 10 trái chứ nhỉ. Ủa đang lại chim hả bảo? Ừ. Nhà ừ, trước mắt bây giờ mình cứ vậy đi ha, rồi còn tương hát ai rồi không tính sao à. Có nói bạn ơi, dù mình donate á, donate mỗi đứa 250. À donate rồi, donate quảng cáo hả? Ừ. Đó giờ bạn nó này, nó anh em biết này. Ừ, chiều ấy chưa, nó chưa nghe các bạn. Khi nào địch mẹ kêu tháng sau thì đủ mà biết khi nào mới có, tụi bay có tiền.
tao với thằng Ly sao cho được. Thì nói chung là bây giờ mà nói trước thằng nó biết nó thì cố gắng tầm tới tháng sau anh em mình. Tháng sau thì lâu quá. Thì cứ từ giờ đến trong vòng tháng sau có tiền thứ hai lần. Yeah. Ai mượn này vậy? Thì em mượn này em ơi chết rồi em. Không em ấy Facebook lướt qua nên là nó tự kêu. Bò lạc. Đúng là bò lạc thiệt rồi. Má đồ quá trời luôn. Mất hết rồi. Má cái này bắn ngay đầu phát 60. Còn súng mới. Nhắm súng ngắm à. Nhắm máy. Súng ngắm đâu? Nhắm máy. Đưa đây. Đưa đây là mày. Ấy thằng nào làm chúng của ta rồi. Mới quăng hai viên đạn ra. Thằng nào lượm súng ngắm tao vậy? Rồi. Trả xuống dưới đây. Súng nào? Rút súng ra. Súng mới. Rồi đạn đâu? Đạn không lì đấy chứ. Ừ, má khẩu này ngon. Rồi không lì. Anh gắn băng mình kéo thằng Abis về. Về với tuổi thơ. Dạng này Abis có phim giai cọp nè. Đừng có xe tường lên, tại lên đi, đừng có xe tường lên. Chơi game cái quật què mà đuổi mới từ đâu đến giờ có phim không. Hai có đạn 50 rồi đi. Bắn gì vậy cho tôi. Đạn 5 hả? Tôi chia cho nữa nè. Ở này đúng không? Đúng rồi. Live bullet nè. Cho nữa nè. Xong rồi đó. Anh đã có vị trí đẹp. Ủa cái Thảo nói gì đi cho anh em nghe cái giọng cho nó buồn rồi nào. Nói vậy bắn cái vậy. Tao bắn nhầm á. Anh chả biết nói gì cả. Chắc bữa nào anh cũng phải đi tìm người yêu ở Hà Nội được. Em tưởng anh ở quận Hoàng Mai Hà Nội. À có chứ, Hoàng Mai Hà Nội anh có. Anh có ở đó anh thì nên gọi đi tìm. Thì yêu. Anh nói dối, thấy chưa, em bảo rồi, nói dối sẽ bị quả bắt với vô tha. Đừng có bắt chước theo thằng đen nữa em ạ. À. Nó nói không đúng đâu. Má đen thằng cực. Thằng đéo gì, bình thường thôi. Việt Nam mà đéo có thằng nào thằng tượng hết á. Thì... Không, rap Việt trước giờ tôi không. Rap đầu Việt. Đầu tiên là... Đen rồi, câu rồi. Đen không rap hay mà. Cách rap cũng nó chân chất. Thực hại chất phát. Người Hạ Long. Chỉ có thằng Bảo hát thôi rồi. Thằng Bảo à, bây giờ sao đây? Bây giờ thôi đừng hâm mộ thằng Đen nữa, hâm mộ thằng Bảo đi. Hâm mộ anh. Ôi, mà cái gì vậy? Mình biết rồi. Là hết hồn. Quay lại, lại mấy phay đó. Cái gì vậy? Má nữa rồi. Ui, nó bắn. Hả? Mày... Thằng Ly mẹ hù hù nhau. Má đất hồi nó bắn thiệt cơ, tôi cũng giỡn đi.
Ê, có cái bụi đang đứng kìa, cái bụi đang đứng kìa. Đâu? Hướng A. Đây, hướng A không lì. Nè. Nè. À, cái địch... cái bụi đang đứng kìa. Ngồi xuống 13, uống mấy cái bụi mình đứng lên mới ghê. Tiếu hiểu không? Thỉnh ở bên hướng 120 kia. Cái mẹ nó đi. Bây giờ không tham thánh, không tham thánh, không tham thánh, không tham thánh. Sao? Sao không núp vô được? Kìa vậy? Bộ bị vậy? Bộ chứ cứt. Thánh à, đúng rồi. Địch mình rớt ở dưới ông ơi, địch mẹ buồn vậy. Đâu? Rớt sau cái đồi. Tới rồi, nó tới hả? Còn sau nha. Núp sau cái cây á, còn sau. Núp sau cái cây thông kia kìa ba. Nó gần tới là nếu báo nha, báo là anh em còn biết nha. Lì đâu vậy? Đang được cam hướng bò về. Má bò gì kỳ vậy ta? Cái bò chơi vậy? Ngã đồi bên kia luôn kìa. Chạy xuống con đường bọc qua rẽ bên tay trái. Đi thôi, đi sớm đi. Không bọn nó sẽ bón. Cam một chút đi. Mình đánh. Buộc nó phải đi tìm mình chứ mình đừng đi tìm nó. Buộc nó phải đi tìm mình. Còn 15, 12 thằng à. Còn 12 thằng. Thảo ơi, em có muốn người yêu em chết không? Không. Em một cô người yêu thì sao? Không, người yêu em chết trong game á. À, thế thì chết đi cũng được. Được hả? Kéo, đủ má thôi rồi ba. Tất cả người ba được không giáo. Chơi ơi. Anh móc anh chơi, anh chơi có tiền chứ, có tiền mọi. Chả liên quan gì cả. Liên quan sao không em? Đây. Móc là lần hợp team thứ hai của tính ra Hà Nội. Nhiều chứ. Thiệt mà, đúng không Bảo? Ừ. Đang định em đi thử giả phừ thôi. Thiệt mà. Ê, đủ đạn. Quá đủ đạn, nào vậy? Nó sao không nổ. Đủ đạn không nổ. Mẹ, nào vậy? Không bảo với anh này không? 2-3 giây kìa, đi thôi. Chụp xuống luôn, đó là chạy vòng chứ vậy. Được đó đụng mày. Mới có 12 máu. Chủ ngồi bò. Mong lì lắm gì vậy? Ôi, hồi nãy trời đồ đạn sao không nổ hay vậy? Làm sao vậy? Nổ mà. Đâu thấy nổ không? Đâu thấy tiếng nổ đùng gì đâu. Thử ai nha. Ui kỳ vậy? Ủa không lẽ tôi bị lắc? Chắc vậy. Có nghe tiếng không thấy nổ không gì đâu. Lên đồi. Ba thằng rồi, còn 10 thằng á. Nó lên kìa. Đập hướng. Trời, có trận đuổi cái ấy á, đúng á. Má căng vậy. Ba thằng đúng. Bốn thằng. Dạ, má, má đúng rồi. Ấu rồi, cam ở dưới luôn rồi, ngon rồi. Ở trên nó móc xuống, nó nhìn trên cao xuống, nó thấy bụi mà. Tất cả là do thằng An á. Mẹ chết đéo sớm. Chuyện hết tuổi chết sớm rồi. Cái trận nha, bụi chết ra nó chát đi, nó chát đi không. Ừ. Im im rồi. Ngồi nhắn tin hỏi có ai cần nghỉ không.
Tép ly kìa. Sẵn sàng kìa. Ra đây kìa. Cái gì? Em bị đứng ghê một xíu. Bởi vì em hình đất điên hả? Không. Thì đứng ở trong cái game luôn á, lúc bấm return to lobby á. Nghe gì không bay? Từ khi đó, anh gặp em những điều đó. Cái lộn mẹ nó thiệt. Tình yêu của em đã biến rõ anh như con thuyền nhỏ cho một lần ra khơi. Ở bến bờ hạnh phúc ta xa xôi nhưng nó không dám đi. Sẵn sàng đi mấy đứa. Cái lộn mẹ nó đứng mẹ luôn rồi. Tắt game ở lại đây. Nếu tắt được luôn. Thì sáng mày luôn. Bấm cần cho internet delete mở không được luôn. Alo. Set máy luôn đi, lỡ rồi. Đồ mà mình on mình để thêm vào luôn đi vả lộn không. Được. Này, mình miêu hả, mình hả? À được. Chơi. Chơi vô chơi, nó dắt chơi dắt chip chơi đấy chị chơi. Khi anh gặp em anh cảm thấy sống vui hơn nhiều. Cắn chim không à? Trời ơi. Nó bay vô nó hung. Nó cắn trên mặt không á. Trên màn hình máy tính á. Thấy nó bò chuyện vũ. Có thằng ăn rồi. Trên máy sao không có thằng nào. Mới nói được. Ê, kích hùng lên chơi không? Chửi chơi không? Nói ra. Lon hùng bên này chửi chơi. Rồi. Chưa chơi, không chơi cô. Đừng bắt. Thằng lồn đi xin việc con mẹ nó. Ê, con lão đầu hùng nó chỉ chữa lộn kia. Đi đánh ai đi Sơn, quyết định trốn học đến khu môn sắm ở trung tâm. Bắn bà đổ áo đỏ bà ta hết. Súng này bắn có mười mấy. Chán quá bà. Xuống đi, xuống đi, xuống đi. Xuống đi, xuống đi, xuống đi, xuống đi, chạy xuống nha. Không rồi, nghe đâu rồi. Đang nó chạy theo đã. Tính tiếp. Tìm nghe vậy. Tìm nói gì đâu. Ở nhà nó có người. Nó cho mấy nhà có thằng trên, có thằng trên. Anh chơi thua chưa? À quên, hỏi anh góp cửa. Anh chơi thắng chưa chứ? Mẹ giờ đéo táp ra ngoài được. Đủ. Đúng rồi, mẹ mày. Đánh mẹ này mới được trời. Mẹ nó bị cái gì vậy ta? Đồ đấy. Đâu. Mà mày thấy nó còn chơi trong game không? Nó ngay nó giờ chắc thì sẽ nói cha tạo về những đứa nói lo sợ mình đánh mất em khi
thu vừa sang lá xanh bông ua vàng. Còn chưa tới. Nghe cái giọng mà biết đủ quá. Cái em mà nói nhiều quá ha. Bao nhiêu nhận. Nói lỗ hổng quá trời. Lỗ liễu bỏ mẹ. Nhưng mà cái Battleground không. Hay nhờ cương quá. Battleground có hình mà. Mình đỡ random. Một có một phần số cái gọi là gì à? Cái gì? Mấy có cốc lắc trong game nữa. Vậy như là nó ngồi như này như 3 phút đi xe rồi thức ở xe sau xe thì thằng khác nó nhìn chạy vô không ngồi xe nó không thấy mình. Vậy không vậy? Là được hút từ hút thì nó hiểu ý tôi hơn à. Quay từ hút này đâu có đâu nhỉ? Phải cập nhật nó cho chạy xe lái xe chạy cái kiểu mắt ngọng rộng lên với cây cối như vậy. Tin livestream nha. Việt Nam bạn ơi. Battleground như đâu có chuyện xây nhà đâu không? Wow! 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 Việt Nam kìa! Anh nít chơi chung đi! Anh nít chơi chung đi! Hai người Việt Nam luôn hả? Ừ! Anh nít chơi chung đi! Tại thấy tên kia tự đúng rồi! Ông... Ừ! Ông bảo! Đá mẫu rồi! Đá kích trên đẩy vòng cái post rồi! Coi kích quạt là stream cho anh em được không? Ai? Kêu Hùng lên, Hùng dưới kìa, kêu Hùng lên hỏi ví dụ cái code ấy á. Ông hỏi, tôi không hỏi ông làm. Tôi không hỏi đâu, ông hỏi đi. Kêu lên hỏi. Hello Hùng ơi. Hùng không. Bảo ơi lên ông nội. Ra hỏi cái này cái ơi. Lên hỏi này cái ơi. Cái ạc Steam xe tôi mượn chút được không? Em ngủ trước rồi. Em ngủ hả? Thôi đã AFK ra đi nói chuyện với vợ một tí đây rồi đi ngủ. Nói chuyện với vợ Thảo tí đây rồi đi ngủ. Ông hỏi Hùng. Chờ tí, khoảng chừng 50 phút rồi. Hình như cái game Cruise đó là chơi được 10 người á. Là game gì gọi lên xem không? Cái game sinh tồn bữa mới 8 mày định chơi á. Thì bỏ 5 đô ra á. Không lấy cái tài khoản chơi. Nè thằng Hùng nó có tài khoản nè. Một cái sẽ đủ chơi. Chỉ cần invite thôi. Một thằng được là invite với thằng khác vào được, mày hiểu không? Add đi hai cái thằng kia. Hồng vô chơi không? Cho thằng kia nó ra nó nói chuyện với nhiều nó. Cho Trương ra nói chuyện với nhiều nó. Online often means install mode. Chơi game sinh tồn nó hay.
hay á. Nhưng mà đậu mắt chân mình chán lắm. Ừ, chơi đam thôi. Còn đam là vui. Có bán không vậy? Đi con mà SS. À, sao gì. Tao phải nhảy xuống nó kêu đi con mẹ SS, nó chịu sorry. Tí nữa vô game cái độ má đè thằng Trương xuống, đè thằng Trương đã bắn cho nó chết đi. Nó đang nói chuyện với gấu mà, để cho nó thời gian nó nói chuyện với gấu. Bữa nay có phim gì hay không mày? Lì có phim gì hay không mày? Bằng. Có cái đẹp coi nha. Cũng thường thường thôi. Có phim gì hay mà động nó mới sản xuất ra được có 2 tập mà mới sản xuất. Phim Ba Kiếm Chủ. Đẹp không? Cũng thường thường thôi. Nó đẹp bình thường mà. Để cũng được, để tí nữa vô coi. Coi mình thường thôi. Thường cái lồ. Ông Lì ơi. Hả? Thường thì nếu mà tính tiền theo view là tính tổng view hay là tổng view của video? View sẽ tính tiền trên video của mình. Hả? Tính tiền của mình. Tính là nếu mà nó tính là tính tổng view của mình tháng đó đúng không? Tổng cái du lịch cái phần cái ok. Ô cái nồi kê cái nồi má vợ tôi bữa nay tôi mới biết được nó lanh dữ. Lanh gì? Lanh dữ vậy đâu, lanh gì? Có thằng ở dưới nhà, có thằng dưới nhà. Ông ơi má, bây giờ lên này, nó lên. Em mà anh thấy em nè, đi chơi đi nó. Hay quá. Đâu nó. Nó lanh gì? Mày lanh, vợ tôi nó lanh. Lanh vụ gì với đậu mẹ? Để cho mình kịp nè. Hiểu á, nói chung là nói chuyện. Có thằng chạy qua hai cái cột kìa. Mụ là cho anh mất mặt. Cái đó anh không có mất mặt. Bình thường thôi. Vui mà. Mai gặp lại anh nhé. Mai anh mong sẽ em sẽ dẫn thêm một bé vào đây nữa chứ không phải là cặp mũi đi nghe em đâu, hiểu không? Hiểu ý anh không? Dẫn người gái vô bé. Dẫn người gái của em vô. À mà bé. Em đi xem phim. Em đi xem phim với mẹ. Sướng vậy? Cho tao miếng súng coi bay đủ mẹ. Nè bỏ. Em về thời trang mà. Nhìn kìa nó kìa. Anh thích mấy đứa tình trang lắm. Ôi là đất liêu. Đất liêu vô hốt. Xem phim về thời trang. Ở dưới hố. Anh thích mấy đứa tinh trang nhưng mà anh lại sợ mấy đứa tinh trang tại vì đã làm công ty bên đâu. Cái này nói bên đây nè. Em không quan tâm lắm. Nên em à. Dạ. Bà nội cha nó. Cũng lục cho con lại nó. Còn. Sáu. Rồi xong luôn. Rồi liền. Ui. Rồi. Cũng giết hết nguyên team luôn. Hát rồi. Bị bóc á. Bị mẹ mày. Chó hát. Bị mẹ mày.
Ông hát thật em. Em có... Nó bắn một viên là mình nằm luôn. Thì ý em là nó chơi bẩn. Đồ chơi bẩn nó chơi sao em? Chơi tung sạc ấy anh. Mà anh chỉ hiểu được cái nghĩ là nó chơi dơ thôi. Này cố lên anh em, anh em mình cố gắng. À, cái vụ mà donate đó mày apply không? Mày thấy không? Mày thấy không? Con. Hả? Vụ donate đó. Donate để làm quảng cáo. Là thằng là bây giờ mọi người góp vô để làm quảng cáo luôn. Đúng rồi, mọi người góp vô 200 250. Là có thằng Bon nó cũng chơi nữa đó. Bon nó cũng cổ phần. Để coi địt mẹ. Trong tuần này có ai kêu đi chạy tiệc đồ không thì đâu. Nếu không, từ giờ đến cuối tháng cố gắng càng sớm. Anh thì từ giờ đến cuối tháng anh ráng làm mấy sếp của ông. Thì ổn má, nếu mà được thì sớm. Một lần sếp cũng 500 ngàn. Cái concept vừa rồi anh làm là tại ta không cho nó. Đúng mà nói thiệt luôn á, điện mẹ giờ cuối là kéo có một xu. Concept vừa rồi ông Quân không cho anh có 200 ngàn mà chưa. Có khi nào em đời dân nhớ nếu mà bọn Hùng muốn chơi nào về ký ức hôm qua có cổ phần thì cũng tính để mai bày với Hùng. Có khi nào em nghe thấy nước mắt ngập tràn về tình như trong em hôm nay. Làm sao để thấy nước mắt trong tim vàng. Nước mắt của mình hướng đánh của tụi mình cái Việt Nam nha. I'm crying now with you, babe. Quê không Bảo? Ừ. Khi anh chẳng thể giữ mãi những cảm xúc vô tình bay lòng. I'm crying now with you, babe. Vì như thế xa xôi, I'm crying now with you, babe. Baby. Có lẽ là chưa bao giờ em thấy anh khóc. Đâu có nghĩa là nước mắt anh cũng rơi đâu. Có nghĩa là anh bê không bê đê đâu. Đừng để thấy em, anh yếu đuối. Đừng xa tầm tay anh nhé, anh không sao đó. Rồi nó bắn đâu kìa, đi con mẹ nó bắn đâu kìa. Đứng nhìn. Chết chưa? Đi. Đi con mẹ băng bét kìa. Đi con mẹ mắc kít kìa. Bắn bồ tao mày à, bắn anh em tao mày. Bồ bắn mày là ai hả? Bồ mày trong đây nè. Bắn anh em tao. Bắn anh em tao. Bồ mày ao rồi à? Đồ má. Xém nữa là tao chửi nó rồi. Đi mẹ chương làm đéo gì mà để thời gian. Đéo có được thời gian mà ông má. Nói chuyện với người yêu vậy hả? Lòng nó lượm cái khẩu súng không cưng tím nè. Ủa thật kìa. Trời ơi. Thời gian nếu có thời gian đâu có. Có thời gian có tiền. Á buồn quá. Biết trước vì cần mưa đến vô tình. Chỉ tách thì tách rời. Để đôi nay nắng tận cùng. Quên hãy lặng lời. Anh vua mình chưa cảm xúc, nó bắn đâu kìa. NE60. Đi con mẹ nó. Đó, NE60 nha. Đi ra hút nó luôn. Ok. Làm giỏ đúng rồi. Giỏ đúng rồi. Á đù mà nó bắn. Thằng này đẹp mà nó hát rồi. Không biết nó chạy đâu rồi. Đó, sao chiếc xe đủ nó nói không đéo tin. Anh Tuấn à. Ôi thịt mẹ ha, thằng kia đứng ngồi đó làm gì vậy? Mới giết thằng má. Ủa mà nó bắn lén mình đây nè. Bây giờ đủ má là cái hướng chạy lẻ nữa rồi đó. Tụi má cái súng mà chúng ta chơi đã được không? Chúng ta chơi đã được không? Lui lại.
được rồi hả? Sau mày nữa kìa lầy. Đang chạy vô á, đừng có đứng vô trong nó, đừng có đứng trong nó đụng mà nó bắn vô là dễ. Gì vậy? Bùm máu. Xanh đang chơi kìa. Có máu rồi. Ôi. Máu. Nó tính ra cái đạn, cái súng súng mới này bắn đá vô. Chính xác rồi. Nó nhắm qua giờ có bắn cũng không lề, nhắm qua đã không. Ngon rồi. Vậy đủ máu tự nhiên quăng rồi, quăng máu còn kìa. Đi bò vô kìa, đi rồi ơi, đi liền ơi, qua liền nó làm gì kìa. Đừng mau. Cái này khóa mở khóa khung hình sao ta? Khóa 60 FPS rồi. Bỏ cái vi sinh đi. Dạ ba. Để nó hồi chỉnh thôi. Đi trước, để trước nha. Hay là tan vỡ. Cái thằng Liên Minh để giật quá, sẽ không hình. Tính là Liên Minh nó cũng nhẹ bộ. Nhẹ. Liên Minh chưa bao giờ gọi là hả kết game hết. Liên Minh nó gặp tư nhiều của đó. Hai mình siêu nhá. Đấy em. Vô lòng đi. Rồi mới đứng ngoài đó, ra ngoài đó gì vậy? Đồ ba. Mong mà tính ra thằng Ngọc hiện. Chiều nè, uống không? Uống đi. Rồi nó xuống rồi, thả xuống đi. Đồ mắt cái bò sao vậy? Lo chạy đi.
đi chung rồi mấy ba. Nếu mà đưa được cái đoạn bản đồ xuống dưới bên góc dưới của tay phải thì ngon hả? Giống như Linh nào? Giống như bản đồ của Linh Linh vậy. Ok. Một đám môn, một đám môn. Bồ lạc. Chưa chết. Bắn nhau lên kia kìa. Im. Đi từ từ. Thắp xuống. Nghe anh ấy đủ bắn súng nhắm vào đâu đây nè, đó. Lắm rồi. Hai thằng còn thằng sau nữa. Sáu cây. Còn nha. Đi rồi. Thì xuống ngắm được không? Có đạn 5 viên không đưa đây? Này có đạn 3 cái thì bài của bam, có 31 kìa. Súng nhắm quăng này, Đi vô. Nghe đạn súng nhắm nó 6 viên. Đi vô. Bò vô cái nơi rồi. Nó có lùm cây mọc trong thành phố không trời. Má, đây có lùm cây mà dạy cho thành phố nguy hiểm đi. Anh em gán chuyển sớm ngày nào thì hay ngày đó nha. Dù mà gán tôi với thằng Tạ Bi mà tiền nó dính một cái là anh em cũng tôi trong vòng khoảng từ giờ đến giữa tháng 12 đi làm gán làm kịch xếp không. Có thằng nha, anh mới lượm đồ xong đó. Bắn đây. Trời ơi. Lấy đủ. Máu đi. Chạy vô nhà đi. Bỏ đây. Rồi đổi mạng cho nhau cũng vẫn được phát. Rồi tới kìa. Trời ơi. Bém kịp đổ súng. Nó đông quá. Cái kia pha đó đi vô nhà đi, đừng có bắn nữa. Mình đã bị lộ, không có lợi thế hơn nó rồi. Thì đồ má chạy vô nhà hết rồi, có ông liều không? Đang chạy vô. Ông đang chạy vô kẹt ngoài đi bắn chết. Tao chạy tao né, lắp lửa cửa chui hố cửa, tao núp hố cửa. Do ra bắn chết được thằng kia cái thấy nó chạy tới.
Còn má cái concept sắp tới đâu à? Shop ngon mà đúng không? Trả tiền 600, 700 gì mà bom. Danh đáng. Nếu mà chưa có tiền kịp đúng không? Trên nhà chơi. Còn concept nó làm sao? Ủa sao chưa ngủ nữa vậy? Nhưng không ngủ được. Chị, sao vậy? Em mà biết thì em đã ngủ được. Dạ anh ngủ được hả? Ai thèm. Đi con mẹ mày bớt xin số đi thằng bị chó này. Chết chưa, cho chưa. Chị thèm ngủ. Thì em bảo em ngủ không được và em không biết tại sao. Anh đừng hỏi nữa. Có phải là em nhớ anh không? Không, em mà nhớ anh thì em đã ngủ rồi. Nhưng ông what the fuck? Thôi để ta đổ cái avatar được. Đổ má chơi cái này lâu rồi sao đổ cái avatar đéo được bay. Bấm vô đây. Bấm vô bên dưới. Mình vô ở bên góc, bên dưới. Đào không? Bấm vô cái vụ view sau phút tiền á. Có khi nào anh đang rất nhớ một người nào vẫn tiếc hôm qua.